Hello các em trong bài học ngày hôm nay Zen Master sẽ cùng các em tìm hiểu về Servlet Request Event Listener Thì cái Request Event Listener này ít được sử dụng trong thực tế Và thông thường mình dùng để theo dõi trạng thái của một Request khi được tạo và khi kết thúc Thì cái Request này các em hình dung khi chúng ta gửi một yêu cầu từ phía Client lên Server Thì Request sẽ được tạo, sau đó Response trở về để kết thúc Thì chúng ta có thể sử dụng cái cơ chế Event Listener này để, để chúng ta theo dõi được trạng thái của Request Có thể để lốc thời gian một Request thực thi xem là bao lâu thì chúng ta sẽ có class event như là subject request event và listener là subject request listener cũng tương tự như vậy chúng ta có subject request attribute event và subject request attribute listener để chúng ta theo dõi trạng thái và giá trị được cập nhật vào trong cái request của mình để cụ thể hơn chúng ta cùng đi vào trong code thì trong cái project Java subject của thầy final web thầy có tạo một cái thằng class gọi là monitor request ở đây thì monitor request này class này sẽ implement interface là subject request listener và một interface nữa là Splash Request Attribute listener, cũng tương tự như thằng session chúng ta học bài học trước thì chúng ta sẽ ký hiệu a à, còng Listener trên cái class này và ở đây các em để ý cho thầy là trong cái thằng interface Splash mình có hai hàm có thể override được thứ nhất là Request Initialize và Request Detoy. thì ở thì trong này thầy đơn thuần để switch từ Mao ra thời gian bắt đầu một request và Destroy này tức là thầy sẽ switch từ mau ra thời gian kết thúc một request thì ở đây các mình dung là request này được gửi lên server Đấy, thì chúng ta sẽ nó sẽ chạy vào request initialize này và khi chúng ta trả response về nó sẽ gọi vào request destroy cũng tương tự như vậy chúng ta có thể override một số hàm trong thằng uh, listener là split request attribute listener ở đây tức là attribute added ngoài ra thì có hàm attribute remove và tương tự như vậy replace giống như thằng session listener các em học bài học trước các em có thể căn chọn cách các em override như này thì nó sẽ ra giả dụ đây remove hoặc là replace đấy thì trong này thầy đơn thuần thầy test hai cái hàm uh, init và destroy cũng như hàm attribute để thì các em có thể test thêm các hàm khác nếu các em cần logic gì đó thì sau đó các em, uh, start server thì chúng ta sẽ lên trình duyệt chúng ta truy cập vào cái website chạy ở cổng 800 final web của mình và sau đó các em quay trở lại console để chúng ta xem những cái gì lốc ra trên màn hình console thì trên màn hình console của thằng uh, Eclipse này các em sẽ thấy là khi chúng ta gọi một request lên server thì nó sẽ chạy vào hàm in, request in line đây và in ra cho thầy cái start request như này. Sau đó nó chạy qua footer và nó sẽ chạy qua cái hàm là attribute added ở chỗ này thì nó sẽ add hai cái playlist và category list. thì cái đường dẫn của thầy sẽ gọi vào controller này. các em thấy là có hai attribute được add vào là playlist và category list như vậy nó sẽ in ra màn hình unlock tương ứng như này. sau đó khi chúng ta trở về response hoàn thành thì nó sẽ in ra cho thầy là cái end request và thời gian kết thúc như vậy cảm thấy là cái listener này giúp mình theo dõi được cái request gửi lên và trả về cũng như là cái attribute được thêm vào trong request thì hy vọng bài học hôm nay cam đã có một bức tranh củng quát về thằng event listener của thằng javascript rồi hay là lại các em